Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thành DZ. Và kế này thì mình sẽ tiếp tục với chuyên mục buôn song đấu. Thì đầu tiên là một cái kèo khởi động đã. Kèo này mình sẽ set giữa em K và cô bé ngây thơ với con sói già độc ác đây, thằng Ba Xin, một trong bộ ba con sói. Họ hay còn gọi tắt là BCF. Vâng. Đấy, thằng khốn này. Liệu rằng sói có ăn được cô bé ngây thơ của chúng ta hay không? Các bạn hãy đón chờ đó. Nhưng mà chắc chắn là không rồi. Super Saiyan huyền thoại mà. Để con sói nó ăn mà. Làm gì có vé nhá. Trông chị hiền thế này thôi. Đừng để chị cáu. Ôi rồi. Và cái sàn đấu mình vẫn chọn là sàn đấu 12 vũ trụ. Sói này, sói già này. Thằng già nó đi ăn thịt mình các bạn ạ. Cô bé. Mình là cô bé mặc đồ đỏ. Ai à, đau quá. Ui, em này vừa đánh vừa rên nghe phê vãi. Ủa What the fuck? Rồi chết rồi. Ăn đòn với con sói già này rồi. Con sói già chết tiệt. Thì nó không chịu hóa cái siêu già đó. Mẹ ăn. Em này kêu như bị hấp diêm ấy. Ôi rồi, có khi mình chưa cần nói chưa ra thằng này nó đã ngọp rồi. Mày chết đi, thằng khốn. Rồi ôi, bạn thấy không, người bộ body to chưa? Body chuẩn người mẫu luôn đấy. Cơ bắp chưa? Đây là hot hot girl phòng gym các bạn ạ. Đó, con sói rồi đấy. Ây à, thằng này nó cũng gọi là con sói. Mày chết đi. Ấy à, tỉnh đòn em ơi. Chết đi. Ôi xịt rồi. Ấy à, kêu gì vậy? Ok à. Thỉnh thoảng nó lại bị một phát như này. Không hiểu tại sao luôn đấy. Cay thế chứ bạn. Đây đây đây, ảnh hưởng hết cả trận đấu này. Tôi chết rồi. Ui dồi ôi, break thôi xong rồi, cụ đi rồi. Xì đã, cái trường này sao dễ xì thế. Ok ha, siêu thời gian huyền thoại mà lại thế à hả? Nói ui dồi ôi, hai quả bưởi khiếp. Ok, bây giờ mình set một cái kèo 22. Kèo 22 sẽ khá là thú vị đây. Thỉnh thoảng lâu lâu không đánh kiểu cảm giác kiểu phế phế nào. Kèo 22. Chúng ta sẽ cho đây. Hit Q Black. Hit Q Black. Có nghĩa là sự kết hợp giữa Hit và Goku Black. Tiếp theo đó sẽ là Gogeta. Gogeta Super Saiyan Blue. À không, Vegito, rồi Gogeta đi. Mà sẽ cho đấu với hai thân hủy diệt. À, các bạn thấy chất chưa? Chất chưa? Liệu rằng là có ăn được thần hủy diệt hay không đây? Tôi nghĩ khả năng là ăn được. Với dạng hợp thể thì cực kỳ khỏe. Cái gì vậy? Tự dưng con Tana nó lại nhảy lên là thế nào? Hả? Đó.
Goeta, Hiku Black sẽ đấu với hai thần hủy diệt vũ trụ 6 và 7 anh em với nhau đấy các bạn ạ. Cho anh em chúng nó ở một bên, mình sẽ điều khiển Hiku. Úi dồi ôi, khám bựa không, đầu thì chọc cắm thêm quả tóc giả vào nữa thành Hiku ngay. Mình sẽ tiêu diệt thằng khả năng là thằng Beerus này. À thằng Champa này, mày thích chết à? Tao đã tha cho mày. Mày muốn gì hả? Đau không? Thần hủy diệt anh cũng cần nhá. Ui dồi ôi, các bạn thấy không? Một chiều rất là đẳng cấp. Hay hả? Mày định đá trụ. Ai hà, chết rồi, nó bật rồi. Bật kèo rồi. Mẹ, ủa, ấy là trụ tốt ghê. Đâu rồi, đâu? Sao mày lại đang đánh với tao, mày lại chạy ra đây? Thằng Beerus này sắp chết à? Thôi, mình tiễn nó luôn các bạn. Ôi trời, búng đau thế. Thằng không có trưởng gì khác à? Quên, từ nãy cứ bấm nhầm một nút. Ui dồi ôi, đau. Đau lắm. Ui dịch chuyển tức thời này. Hay hay hay. Phát. Chết rồi. Coi thường đối thủ quá. Đối thủ. Ui. Kinh nghiệm mà không nên coi thường đối thủ các bạn ạ. Không nên coi thường đối thủ. Rồi, còn thằng Champa rồi, vừa đánh tao rồi. Sắp hết bố máu rồi, đúng là thần vũ trụ khác, à thần hủy diệt khác khỏe vãi. Để kết đó. Không xài được ulti à? Mày định hồi sinh nhoài hả? Ok, nó cứ chạy 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 các bạn, rất là khó đánh. Tinh thần đồng đội rất cao đấy, nó cứ hồi sinh. Lần này thằng Goeta đánh cũng tạm được đấy. Chạy cái gì hả? Ủa, sống lại rồi, nó sống lại rồi. Các bạn ơi, nó sống lại rồi. Chết rồi. Nhưng mà thằng kia nó lại lăn xuống rồi. Mày định cứu à? Cứu ai à? Cứu ai? Hấp diêm kinh hoàng này xảy ra ở trên bầu trời. Chết, anh đã cho mày quả kame. Mà rất tiếc là hết giờ nhưng mà đội mình đã giành chiến thắng rồi. Chật vật, rất là chật vật mới ăn được hai thần hủy diệt. Nguy. Ok. Clip này thì mình sẽ dừng lại đây rồi. Các bạn nào thích kèo đấu nào thì các bạn có thể comment phía dưới cho mình nha, để mình tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.